Nói nhiều quá thì để sư cô sẽ cho vị thấy là cái tài năng sư cô hay như thế nào, nên chúng con thỉnh sư cô an tọa để niệm Phật cầu gia vị để thỉnh sư cô cho cái pháp hiện nay nha. Và bây giờ mời quý vị tất cả chúng ta cùng chắp tay niệm Phật cầu gia vị để thỉnh sư cô chiều nay bắt đầu của phương pháp. Nam mô cuộc đời họ cứ thế mà trầm luân trong đau khổ.
thì mình thấy mình diễm phúc là mình không thuộc vào hạng người đó. Hạng người thứ hai là từ tối đi ra, ra đâu quý vị? Đi ra sáng. Giống như từ đây mà ra đảo, ra biển, ra đảo Hawaii là quý vị thấy sáng không? Ngồi đây sáng sủa dễ sợ không? Mình thấy rất là đẹp, giống như là ở cung trời đau lời vậy đó. Thì cho nên là từ tối mà đi ra ánh sáng là hạng người này sinh ra tuy nghèo xấu nhưng có một cái duyên lành là được gặp Phật pháp, cho nên kính tinh tam bảo tu tập, cho nên chuyển hóa được và họ đã chuyển được cái nghiệp của họ. Từ từ tự nhiên họ biết hướng về tu tập, biết làm điều lành, cho nên là con người họ trở nên đẹp, từ từ nó đẹp ra, rồi từ từ giàu có lên. Thì cái đó là hạng người từ tối mà đi ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là hạng người từ sáng mà đi vào đâu? Đi vào tối. Hạng người này là quý vị biết như thế nào rồi, sinh ra cũng đẹp, cũng có giàu có, nhưng mà không biết kinh tam bảo, không biết tu tập. Cho nên cuộc đời họ tuy giàu, tuy đẹp, nhưng mà từ từ họ không biết tu tập, không biết làm điều thiện, không biết những cái nhân duyên, làm những cái duyên lành, cho nên cuộc đời họ từ từ nó xuống và sạc nghiệp, và từ cái đau khổ và làm con người họ bệnh tật khổ đau, và cho nên gọi là từ sáng đi vào bóng tối. Và hàng người thứ tư là từ sáng mà đi ra, ra sáng nữa, nghĩa là đã đẹp rồi nhưng mà nhờ tu rồi còn đẹp hơn nữa, rồi đã giàu rồi nhưng mà nhờ tu tập biết bố thí cúng dường cho nên càng ngày càng giàu có hơn. Thì hạng người đó là từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Thì quý vị thấy mình có được hạng người nào? Ít nhất cũng được thứ hai và thứ tư, phải không? Là thứ hai là tuy chúng ta sinh ra chúng ta nghèo khổ, hoặc là chúng ta, nhưng mà chúng ta đặc biệt là chúng ta biết kính tinh tam bảo, biết hướng về tu tập, thì cuộc đời sẽ rất là tốt đẹp. Cho nên ít nhất thì quý vị biết một ngày tu Bát Quan Trai thì bảo đảm quý vị là ai cũng từ từ sáng sủa hết, mà sáng sủa chứ không phải chiều sủa. Thì cho nên quý vị nói cái người đó tu làm sao mà càng ngày thấy càng sáng, tức là vị đó biết tu. Còn càng ngày mà thấy là sao, ủ rũ, thấy nó xuống sắc, nó ủ rũ, nó khổ đau, thì mình xem lại mình tu như thế nào, là bốn hạng người. Cho nên mình muốn được an lạc, được tốt đẹp, mình phải biết chuyển hóa. Cho nên nói quý vị một cái ý vui là, cho nên mới nói là có, đừng có để người ta giống như mình tu mà mình tu mà xấu, hoặc là tu mà xấu tính đó, tu mà còn dữ, tu mà còn này kia. Cho nên cái ý người ta nói vui, nhưng mà cũng ra là một cái ý để nhắc nhở ấy, chúng ta tu tập. Giống như người thầy có nuôi con gà vậy đó, con gà kế bên nó chạy qua nó ăn gạo của chùa, thì thầy cũng quên, thầy vô tình thầy lấy cục đá thầy chọi nó, thì con gà nó kêu sao quý vị? Cục tác, phải không? Nhưng mà thầy nghe sao, thầy nghe nó chửi, thầy nói trọc mà ác. Thầy cứ nghe nó kêu trọc mà ác. Thì cho nên là lúc đó sao, tại vì cái tư tưởng cái đó là vui, một cái nói cái ý vui, nhưng mà để nhắc, không phải riêng gì những người xuất gia mà những Phật tử mình tu làm sao mà đừng để người ta nói là cái bà đó bà tu nhiều nhưng sao bà dữ quá, hoặc là cái ông đó ông tu nhiều mà sao ông không dữ quá, là không được. Cho nên là chúng ta phải chuyển hóa tu tập làm sao để mình xứng đáng là mình là người Phật tử. Thì muốn thấy được con đường tu tập nó không phải dễ đâu quý vị, không phải ai cũng thấy được đâu. Cho nên là phải biết, có một cái ý chuyện này trong kinh có ghi để nhắc nhở chúng ta, mình thấy được quý vị nào trả lời được tại sao nó có sự khác biệt, có sự nhìn nhận khác biệt là từ đâu, là câu hỏi này thứ nhất, là quý vị nghe rồi trả lời nha. Là có một quyển kinh, quý vị thấy kinh điển quý không? Rất là quý, chúng ta cầm cuốn kinh mình không dám bỏ dưới đất. Thì hôm đó chú Tiểu đang tụng kinh xong, chú Tiểu mệt quá, cái chú Tiểu mới bỏ cuốn kinh đại dưới đất luôn. Chú Tiểu quên đi ngủ không chịu dẹp kinh. Thì hai con chuột nó chạy ra thấy quyển kinh, nó nói sao? Nó êm quá, nó mới chạy ra nó lót ổ nó nằm.
nằm hơi nó chán rồi nó bỏ đi thì con mèo nó chạy tới. Nó nói trời, ai lót sẵn cái ổ cho mình sướng quá. Con mèo nó cũng nhảy lên, nó ngủ một giấc. Ngủ xong rồi nó thả. Thì hai con chó chạy tới, thấy nó ô cái này, cái đồ chơi này hay đây. Bắt đầu nó lấy cái quyển kinh nó kéo ra, nó xé, nó cắn, nó chơi, nó nghĩ đó là trái banh, nó chơi với nhau. Thì khi nó chơi chán rồi nó bỏ, quăng ra ngoài đường. Thì cu tí đi học về, mấy thằng nhỏ đó, học sinh nhỏ đi học về, nó thấy nó nói trời ơi, thấy cuốn tập ai bỏ ngoài đường, thấy hay, thấy thích quá, lấy về xếp làm thành diều để bay. Còn một số còn sót lại thì thả cho những con muối, con gián nó gặm nhấm nó ăn. Thì quý vị biết tại sao có sự sai biệt như vậy? Quý vị là trả lời. Tại sao quyển kinh mà chú tiểu thì cũng biết trân trọng, biết trì tụng hàng ngày, nhưng con chuột nó xem đó là cái đồ lót ổ, rồi con mèo cũng xem như tấm thảm để nó ngủ, rồi con chó thì nó xem là như là trái banh, đồ chơi, rồi mấy thằng cu tí, cu tèo gì đó đi chơi về thì nó nghĩ cái đó là vật dụng cho nên nó xếp làm diều, và còn lại thì những con gián, con mối nó gặm nhấm, nó nghĩ là thức ăn của nó và nó ăn. Thì tại sao lại có sự khác biệt đó? Cái này khó nghe, thấy quý vị thở dài rồi đó. Là do cái gì? Là cái hồi nãy mới nói đó, cái nghiệp. Quý vị thấy đúng chưa? Nếu đúng tròn tràn hổ tay thì bây giờ đây là mở hàng đầu tiên này. Gì nghiêm, nghiêm hạnh. Quý vị tròn tràn hổ tay nghiêm hạnh theo vô lượng cho mọi người suy nghĩ rồi. Là chư tổ mới nói do cái nghiệp trước cho nên khiến cho con người sanh ra cái kiến thủ không thấy được, cái đó là quyển kinh. Chú tiểu nhờ có biết cái duyên lành, có tu tập cho nên thấy được, trân trọng quyển kinh để tu tập. Thì giống như quý vị mình tới đây mình biết đây là chùa, nhưng mà có nhiều vị đó chỉ mở ra là thích quá đẹp rồi, thấy không, đeo vô liền làm mẫu rồi. Rồi lát nữa trả lời tiếp. Quý vị thấy là cái nghiệp nó rất là dễ sợ, nó cột cho làm cho mình mê mờ. Tại sao có nhiều người nhiều khi nói là rủ đi chùa là đi liền, hoặc là có nhiều người nói hoài không chịu đi, nó còn bận con, bận cháu, bận gia đình, rồi nhiều khi cứ cột mình. Nhiều khi cái nghiệp nó khiến cho mình không có thấy được, không có sáng được, cho nên là mình cứ chạy theo cái nghiệp của mình. Còn có những người nhiều khi nghe nói đi chùa có ăn ngon, thôi đi, đi lên để ăn ngon cũng được, được không quý vị? Cũng là cái duyên để cho họ đến chùa, họ nghĩ rằng đến có ăn ngon. Rồi có những người họ nghĩ rằng đến chùa để làm gì? Để cầu nguyện cho gia đình họ bình an cũng được. Hoặc có những người nó đến chùa để vui, đến là vui lắm, gặp mọi người vui chơi rất là vui thì vẫn được. Thì để đó là cái duyên lành để cho chuyển cái nghiệp thức, họ có cái suy nghĩ. Quý vị thấy những cái chú cu tèo, cu tí, những cái thằng nhỏ khác không? Nó không có duyên lành để thấy được Phật Pháp, cho nên là cứ không biết đó là quyển kinh mà cứ nghĩ đó là cái đồ chơi đem ra dám dìu chơi. Nhưng mà chúng ta biết trân trọng, cho nên chúng ta nhờ có cái trí tuệ sáng suốt, cho nên mình thấy được, mình thấy được đó là cái vật đáng quý, đó là quyển kinh đáng trân trọng, đáng để trì tụng, để nhắc nhở tu tập, cho nên mình trân trọng. Là đó là nhờ nghiệp thức của mình có phước, mình không. Cho nên cuộc đời này nếu chúng ta cái lối nhìn kiến thủ, tức là mình nhìn mình chấp vào cái ý của mình là đúng, là dễ thất bại.
rất là dễ thất bại, cho nên mình cần phải có sự chuyển hóa. Quý vị làm bất cứ điều gì, mình phải có sự tư duy chuyển hóa để mình có cái nhìn đúng. Có nhiều người, tại sao có những cái vấn đề người ta giải quyết dở lắm? Là tại vì họ không có cái nhìn trí tuệ. Còn có những người họ giải quyết công việc rất là tốt, có một cái việc gì đến tự nhiên cái trí tuệ họ sáng, họ sáng, và họ giải quyết tốt là nhờ cái phước tu tập có trí tuệ, cho nên gặp khó khăn gì họ giải quyết rất là dễ. Còn nhiều khi mình á, mình mê mờ cái nghiệp trước của mình, cho nên mình gặp cái khó khăn gì mình nghĩ không ra, nghĩ không thông, rồi mình khổ, mình bần thần, mình lo, mình đủ thứ việc hết. Cho nên là quý vị cần phải biết chuyển hóa để mình tu tập thì chúng ta mới được tốt đẹp. Thì muốn có được cái duyên lành, để khi giống hồi nãy quý vị nói bốn hạng người Đức Phật nói đó, từ tối mà đi ra ánh sáng. Ví dụ ban đầu chúng ta không biết Phật pháp, chúng ta không biết chùa, chúng ta không biết gì hết, nhưng mà chỉ cần có một cái duyên lành nào đó tự nhiên khiến mình đến chùa tu tập, khiến mình phát tâm quy y Tam Bảo, khiến mình đi làm những cái điều tốt, thì điều đó là mình có phước mới chuyển nghiệp thức của mình. Còn nhiều khi mình cứ mê mờ, ai nói gì cũng không nghe, chỉ có đi chơi thì thích, hoặc là đi làm những cái điều vì điều gì mà trái đạo đức, hoặc những cái điều gì mà không có phước thì chúng ta thích. Còn cái gì mà nói tới ngồi tu, ngồi nghe pháp, ngồi tụng kinh thì sao? Buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn là mình biết cái nghiệp trước mình còn nặng nề, tham giận kêu căng rồi gì nữa, si mê lầm lạc rồi gì nữa. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Thì như vậy quý vị phải biết như vậy thì mới chuyển được, mình mới có được cuộc sống an lạc. Thì quý vị phải thức tỉnh. Thì bây giờ mình tạo như thế nào để mà có được cái duyên đó? Thì quý vị tạo bằng cách nào? Thì sẽ chỉ cho quý vị những cái cách để chúng ta chuyển. Bởi vì trong cuộc sống này chúng ta bị nhiều cái chướng duyên lắm. Nguyện quý vị hay đọc cái câu mà nguyện tiêu gì? Cái gì mà trừ phiền não đó? Nguyện chi tiêu tam tam chướng trừ phiền não. Ai cũng muốn trừ hết, nhưng mà tam chướng đó là cái gì? Không phải tham sân si. Ba cái chướng ngại trong cuộc sống của mình nó làm cho mình không được sống an lạc. Bây giờ mình muốn có được an lạc, mình muốn có được cái duyên lành để đến Phật pháp thì mình phải dịch. Ngày nào mình cũng nguyện tụng kinh xong hồi hướng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà tam cái chướng là cái gì? Các vị chưa hiểu, chưa nghe phải không? Sẽ giải thích các vị có ba chướng này và các vị chuyển nó là các vị sẽ có được an lạc. Ba chướng tức là ba cái điều mà nó ngăn cản cuộc sống mình, nó khiến mình không được đến với Phật pháp, làm cho mình xa dần với chánh pháp, không biết tu tập. Thì thứ nhất là nghiệp trước. Giờ mới ồ ra hả? Thì là lâu nay mình chưa có thấm, mình cứ đọc hoài không? Quý vị đọc mỗi ngày. Là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Đó là nguyện tiêu ba chướng. Thứ nhất là trừ nghiệp trước. Nghiệp trước là gì? Nghiệp là gì quý vị? Mình hay nói nghề gì? Nghề nghiệp. Chúng ta sanh ra, nếu chúng ta có phước, mình làm cái nghề giống như ngon lành, không làm hại ai hết. Còn nếu chúng ta thiếu phước, thiếu duyên, quý vị làm nghề gì? Mổ bò, giết heo, giết trâu, rồi đi đánh bắt cá, rồi đặc biệt chúng ta làm, nói chung là những cái nghề sát sanh, những cái nghề mà tổn người hại vật. Thì cái đó chúng ta bị vào gọi là nghiệp trước, nó cản trở con đường tu tập của mình. Còn quý vị thấy ở đây mình có diệu phước, có phước, mình không, ví dụ quý vị đi làm neo, cái đó quý vị làm đẹp cho đời thôi, làm đẹp cho người. Còn quý vị làm bác sĩ, quý vị làm sức khám sức khỏe, đem sức khỏe cho người, cái đó là khỏe được bên trong. Còn quý vị làm thì làm đẹp bên ngoài. Rồi người cắt tóc, có người nào làm nghề cạo tóc không? Hoài luôn. Ủa, cô làm nghề cạo tóc hoài phải không? Là nguyện việc đó là mỗi ngày cạo tóc đó. Thì quý vị bữa nào mở cái tiệm cạo tóc luôn đi là chắc đắt đó. Là chắc mấy thầy mấy cô tới luôn. Để nói quý thầy với cô tới cạo luôn, khỏi tự. Thì thưa quý vị là cái nghiệp trước này nó rất là nguy hiểm. Nó cứ vì đồng tiền cho nên lôi cuốn mình.
Quý vị thấy trong sông bài không? Quý vị cứ đếm bài riết rồi mình sanh tâm, rồi mình khổ. Tại vì cái hoàn cảnh nó khiến họ cái nghiệp, họ không đủ phước, cho nên khiến họ vào những cái nghiệp mà làm không tốt như vậy. Cho nhiều khi đâu ai muốn đâu, nhưng mà cái hoàn cảnh nó đẩy đưa. Cho nên nếu mình thấy mình có phước, mình không bị lọt vào những cái nghề nghiệp đó, thì mình cố gắng tu tập. Còn nếu quý vị thiếu cái duyên, mình phải làm những cái nghề nghiệp sát sanh hại vật nhiều, những cái nghề mà hại người, làm cho người đau khổ, những cái nghề gì mà làm khổ đau nhiều, thì quý vị mình có thể từ từ mình hiểu Phật pháp, rồi từ từ mình đẩy nó ra, mình chuyển thành cái nghề khác. Mình không thể làm một cái được. Ví dụ như Đức Phật cũng nói là có một cái làng đó chuyên làm nghề đánh cá, mà những người truyền pháp, những người đi hoằng pháp tới một cái tự nhiên bắt người ta bỏ nghề đánh cá, thì như vậy làm sao được? Là người ta sẽ đói khổ. Nhưng mà phải từ từ hướng họ là biết cái nhân quả nghiệp báo, sau đó là mới chuyển. Thì mình cũng vậy. Quý vị ví dụ mình làm những cái nghề sát sanh hại vật nhiều, thì quý vị biết là nghiệp chướng mình nó còn nặng nề, thì quý vị phải thay đổi. Mình thay đổi từ từ không sao hết, thì để cuộc sống mình nó tốt đẹp hơn. Mình biết mình đang đi vào cái nghiệp chướng, mình có cái nghiệp chướng rồi, nó cản trở con đường tu tập của mình. Đó là chướng thứ nhất. Quý vị có cái gì chướng nữa không? Cái thứ hai sẽ có phiền não chướng. Cái thứ hai là báo chướng. Quý vị nhớ ba cái chướng này nghe, mỗi ngày nguyện tiêu trừ đó. Cái thứ hai là báo chướng. Báo chướng là gì? Cái quả báo, ví dụ chúng ta sanh ra mình có mắt, sáu căn đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ. Có những người sanh ra thì sao quý vị? Bị điếc, bị mù, bị câm, thiếu tay, thiếu chân. Cho nên cái đó là gọi là báo chướng. Họ thiếu cái phước báo, cho nên sanh ra là người hoặc là những con vật, nó cũng không được nghe Phật pháp. Nhưng mà nếu nó có một chút duyên lành nào đó thì sao? Nó được sanh vào cái gia đình những con vật, con chó, con mèo vậy đó. Nó được cái gia đình đó biết tu, mỗi ngày đem nó lên chánh điện để nó niệm Phật. Con chó riết nó cũng biết lại Phật, quý vị, là tạo cho nó cái báo chướng tốt, nó không chuyển cái báo chướng. Cho nên quý vị nếu ở nhà quý vị có nuôi chó, nuôi mèo, thì thay vì cho nó ăn thịt mỗi ngày, thì phải tập nó cho nó ăn chay để nó chuyển cái báo chướng. Hoặc là quý vị thấy là nó làm những cái điều không tốt, nó cắn người, thì quý vị tập cho nó niệm Phật. Hoặc là cho nên trong cuộc sống này cái báo chướng mình chuyển được. Thì có một cái anh này, chàng này mù, đi đến nhà người bạn chơi. Thì nửa đêm đi về, cái người bạn mới nói rằng là thôi bây giờ là anh đi về, tôi đưa cho anh cái đèn để người khác thấy. Thì vị này nói rằng là tôi mù đâu cần đèn. Thì anh mới nói là anh phải cầm, anh mù anh không cần đèn, nhưng mà để người khác trong bóng đêm, người khác thấy anh, người ta tránh. Thì anh mù này cũng nghe nó có lý, cho anh cầm cái đèn đi, ngang nhiên đi về. Thì đang đi tự nhiên có một người đâm một cái sầm một cái. Anh này la lên, chửi lên, nói sao? Bộ mù sao không thấy tôi cầm đèn? Anh đã mù, nhưng mà anh chửi người ta là bộ mù sao không thấy tôi cầm đèn? Thì nghe chửi như vậy, thì cái người mà đối diện mới nói rằng là cái đèn của anh đã tắt từ lâu rồi. Bây giờ mới à ra không? Giờ mới thấy không? Là sao? Là họ mù, nhưng mà không thấy mình mù. Cái đó là một, cũng là một cái báo chướng. Cho nên quý vị nhiều khi mình có mắt mà mình không thấy sự thật cũng là một cái báo chướng. Có mắt mà như mù đó. Quý vị có tai mà không nghe Phật pháp, không chịu nghe Phật pháp, không chịu lắng nghe để tu tập, đó cũng là một cái báo chướng. Tại sao mình có tai nghe mà mình không chịu đi nghe, mình không chịu đi tụng kinh niệm Phật? Mình cứ ở nhà mình cột với cháu với con hoài, nó đâu có đưa mình đến sự an lạc đâu. Cháu con rồi mình sẽ khổ với nó. Đương nhiên trách nhiệm làm cha làm mẹ mình cần lo cho cháu con. Nhưng nếu quý vị không chuyển được cái đó, mình cũng bị báo chướng. Mình có cái miệng mà mình không có lời hay để mình hú, mình gọi mọi người đi tu tập làm điều tốt, mà cái miệng mình toàn làm gì?
và 8 nói này nói kia, thì cái đó cũng bị báo chướng đó quý vị, chứ không phải là khi bị câm mới là báo chướng. Cho nên là quý vị muốn có cái miệng đẹp, không bị báo chướng, nói ra người ta khen, nói ra người ta nói là ăn nói có duyên, thì quý vị phải luôn nói điều tốt, nói lời tốt. Thì như vậy mới chuyển. Còn nếu chúng ta có mắt, có mũi, có miệng, có tai, nhưng mà chúng ta không chịu hướng nó về điều tốt, thì cái đó cũng còn, cũng gọi là báo chướng, cản trở con đường tu tập của mình. Thì có một cái gia đình, ông này là trưởng giả quý vị, rất là giàu có. Thì cái anh này là bảo vệ, người gác canh cổng đó. Anh mới làm việc, anh nói cái ông chủ này sao nè, coi thường quá. Ngày nào ông đi ra, ông chủ lái xe ra, thì người canh cổng này cũng chào ông chủ, hỏi how are you, nhưng mà ông chủ ổng không bao giờ trả lời, không bao giờ nhìn một câu, nhìn lại anh này, mà cũng không bao giờ trả lời với anh một tiếng nào. Bây giờ anh này cũng thoáng buồn, nghĩ rằng ông chủ này chắc người ta giàu, cho nên người ta kiêu căng ngã mạn, người ta coi thường mình. Thôi mình bổn phận người làm, mình cứ chào. Thì có một lần là cái gia đình ông chủ tiệc lớn, mời những cái nhà giàu tới. Thì khi mà ăn xong, cái đồ ăn còn ngon rất là nhiều. Thì lúc bây giờ cái người canh cổng này thấy đồ ăn còn sót nhiều quá, mới lén dọn, dọn khi mà dọn chén bát bỏ, mới lấy đồ ăn này đem về cho gia đình vợ con mình ăn, tại vì gia đình mình nghèo. Thì lúc bây giờ, từ cái buổi đó, thì ngày nào, mỗi ngày mà anh ra, trước khi về ra dọn rác là thấy một thùng đồ ăn rất là ngon, rau củ quả tươi, nguyên một thùng nằm bên thùng rác, mà thùng đồ ăn tươi. Thì anh này cứ thấy rất là vui, ngày nào có thùng đồ ăn đem về cho vợ con của mình. Thì một ngày đó tự nhiên ông chủ đột ngột qua đời. Thì anh này lúc đó, mấy ngày sau anh dọn rác thì không thấy có cái thùng đồ ăn nữa. Thì lúc đó anh này mới nghĩ chắc là cái thùng đó chỉ có ông chủ thôi. Thì lúc đó anh này mới đi gặp cô chủ, mới xin nghỉ việc, là nói rằng từ ngày cái ông chủ mất á, là gia đình tôi không có thức ăn nữa, cho nên nó thiếu, làm lương nó ít, không có được tăng lương, cho nên là thiếu, cho nên chắc tôi xin nghỉ việc hoặc xin tăng lương. Thì khi nghe bà chủ, bà mới kể sự tình, quý vị biết là ông này ông trách nhầm. Thì ông chủ là một người rất giàu có, nhưng mà một cái chướng đó là bị điếc, cho nên không nghe. Cho nên mỗi lần mà cái người canh cổng có chào, có nói gì, ông cũng không nghe, tại vì ông bị điếc. Thì lúc bây giờ cái người canh cổng này mới sanh tâm hối hận, nghĩ rằng mình có mắt mà cũng như mù đó, và cũng chướng đó, là mình nghĩ rằng mình không thấy được sự thật. Ông chủ là người điếc, có tâm lòng rất là tốt, nhưng mà vì ông điếc. Thì cái chuyện này, cái điều này để nhắc mình làm gì? Nhắc mình điều gì quý vị? Là mình khi một đánh giá, mình phán xét một con người, thì mình phải nhìn sâu cả nhiều mặt, chứ mình đừng có nhìn phiến diện. Mình nhìn một mặt phiến diện thì sẽ dẫn đến sai lầm. Thì giống như ông chủ, quý vị thấy vị này do đó, ông nói là tôi có mắt cũng như mù, là không thấy được một người này tốt như vậy, mà không thấy, mà không biết ông bị điếc, cho nên cứ nghĩ xấu về ông này là giàu có nhưng mà coi thường. Cho nên làm vậy là nghĩ xấu một con người đó, mình cũng tạo cho một cái nghiệp, nó cũng cản trở nữa. Đó là báo chướng. Cho nên quý vị, ba cái chướng này rất là quan trọng. Quý vị nghe xong, quý vị nhớ về nhà nghiệm, mình thấy rằng trong những cái chướng này mình có hay không. Và cái chướng thứ ba đó là phiền não chướng. Phiền não chướng rất là nhiều quý vị. Có một cái cô Phật tử tới, nói thầy ơi, hôm nay chắc cho con nghỉ, con tới chùa nữa. Cái thầy mới hỏi tại sao.
cô mới nói là sao tới chùa thấy mọi người nhiều chuyện quá, có nói qua nói lại nhiều chuyện quá, rồi tới chùa thấy mọi người nhiều khi tụng kinh chịu tụng mà lấy cái điện thoại cứ ngồi cứ bấm 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 hoài không tu gì hết trơn á. Con mình con thấy tu kỹ đó, nó không có lợi gì hết, con thấy mọi người cứ bấm điện thoại không, rồi nhiều chuyện, rồi nói qua nói lại đủ thứ hết, con thấy phiền não á, thôi con đi chùa. Thì lúc đó thầy mới nói rằng thôi trước khi mà từ giả chùa làm cho thầy một việc này thôi, là bây giờ lấy một cái ly nước đầy đi cho thầy một vòng trong vòng ở chùa, đi làm sao mà không đổ nước ra ngoài thì sẽ được nghỉ không tới chùa nữa. Thì cô này cũng đồng ý, cầm ly nước đi một vòng trở lại, nước còn y nguyên. Thì thầy mới hỏi hồi nãy giờ đi có thấy gì không? Nó dạ con đâu thấy gì đâu, con nhìn nước không mà con không thấy gì hết. Chị ráng nhìn nước để đừng có đổ. Và cái thầy mới hỏi vậy có thấy người ta nhiều chuyện không? Nó dạ không. Rồi có thấy người ta cầm điện thoại chát qua chát lại có không? Nó dạ không luôn. Rồi có thấy mọi người chửi bới hoặc làm những cái điều trái tai gai mắt? Nó dạ không. Thì thầy mới nói rằng vậy thì mình đến chùa lâu nay tại cô có nhìn ta, cô không chịu tu. Cho nên cứ thấy vậy không à, cái phiền não làm cho mình cái phiền não của mình tu không được. Cho nên điều đó để nhắc mình làm gì quý vị? Đừng nhìn ai hết, mình tới cứ nhất tâm mình tu tập là quý vị sẽ mới tiêu được phiền não trước. Còn nếu không khéo rồi quý vị tạo, đến chùa quý vị tạo thêm phiền não trước. Ví dụ thấy cái cô nó nói khó chịu cái về tự nhiên nằm buồn, nó biết hôm nay ở nhà coi tivi cho nó sướng cho rồi tự nhiên tới chùa làm chi, bị cổ nói câu về buồn ngủ không được là bị vì phiền não chưa. Nó hôm nay tới ăn được tô bún mà cổ nói lên nói xuống làm khó chịu quá, về cái bụng nó không tiêu, về cũng khổ phải không, rồi bị phiền não trước. Nó biết ở nhà ăn cơm đại ăn miếng cá còn ngon hơn có con mình nấu ngon nữa. Thì như vậy là chúng ta bị phiền não trước. Thì cho nên khi mà thầy nói xong vậy thì cô này mới tỉnh ngộ, nói lâu nay con đến con có biết đâu, con có nhìn ta không à, cho nên con thấy con chán, nói tới phiền, tới chùa thấy phiền não không, thấy người này nói lớn tiếng con cũng buồn, thấy người này xỏ qua xiên qua xỏ lại con cũng buồn, cho nên tu cũng được. Con thấy tới nó phiền, con ở nhà con tự tu, mà liệu mình ở nhà mình tu nổi không? Không nổi đâu quý vị. Ở nhà là chồng con cháu chắc đủ thứ việc, mình khó tu lắm. Cho nên là cái phiền não trước nó rất là nhiều, nó cản trở mình nhiều lắm. Cho nên quý vị phải biết để chuyển hóa. Rồi quý vị nhớ ba cái trước này chưa? Một là gì? Nghiệp trước. Hai là gì? Báo trước. Ba là gì? Phiền não trước. Quý vị chuyển được ba cái trước này là quý vị sẽ có được an lạc. Quan trọng mình phải biết chuyển mình. Bây giờ thay đổi không khí không? Ủa sao nghe cái là cười liền là biết cái gì không? Ủa biết làm cái gì mà quý vị cười to vậy? Ủa hát hả? Muốn hát gì, hát vọng cổ hay là hát âm nhạc? Cổ hả? Mà có nhiều câu hỏi lắm. Thì bây giờ chắc là một câu vọng cổ trước thôi. Quý vị muốn hát hay thì lân hay nhờ trống, mà hát hay nhờ gì? Người vỗ tay. Công cha nghĩa mẹ cao dời, nhọc nhằn chẳng quằn suốt đời vì ta, nên người con phải xót xa đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Ôi nghĩa mẹ tình cha rộng lớn vô biên, nhiệm màu cao thượng, dù con có đền đáp thâm ân suốt đời phụng dưỡng, nhưng vẫn không sao dời được đức sanh thành. Tình
tình cha mẹ thương con như hoa đẹp trên cành, tỏa ngát hương thơm cho đời con bao hy vọng, lối nhỏ vào đời không gặp cảnh phong ba. Vui buồn đều có mẹ cha, ngân nga câu hát lý chiều chiều ru con, thương điệu phụng hoàng tình mẫu tử thiêng liêng, trôi khúc năm xuân cho con đò thương bên nước. Cha mẹ ơi, vì cuộc sống nhân sanh nên con phải rời xa chốn quê nhà yêu dấu. Nay con trở về đây để nghe lại lời ru của mẹ hôm nào. Một khúc dân ca nghe sâu lắng ngọt ngào, giọt lệ nhớ thương quỳ bên gối mẹ, tha thứ con khờ vì cuộc sống nhân sanh. Cha già xin hãy chứng minh con nào quên lặng nghĩa tình mẹ cha. Cuộc đời lắm cảnh phong ba, lời ru của mẹ con vượt qua nguy nan. Buồn ngủ không quý vị? Không buồn ngủ hả? Nghe thấy xong quý vị mắt sáng trưng mà. Thì thưa quý vị, thì chúng ta tiếp để sống an lạc. Hồi nãy giờ cho quý vị cũng vài phút an lạc rồi đó, là chúng ta cũng hướng về, tại ngày mai là chúng ta lễ Vu Lan, cho nên chúng ta hướng về niệm ơn cha mẹ của mình. Quý vị già cũng còn có cha có mẹ, cha mẹ có mất cũng có là cha mẹ của mình, cho nên là chúng ta hướng về niệm ơn cha mẹ của mình. Thì bây giờ quý vị tiếp tục làm sao để chúng ta có được cái pháp sống an lạc. Hồi nãy là mình chuyển ba chướng rồi phải không? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Bây giờ quý vị nghe cái câu chuyện này. Trong câu chuyện này có ba câu hỏi. Là có một ông vua trị một đất nước rất là giàu có, rất là tốt, nhưng mà ông muốn cái cách nào để quản trị một đất nước cho tốt đẹp, cho nên ông mới nghĩ ra. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba, quý vị nào giúp ông vua trả lời được thì có thưởng. Là vua thưởng vàng bạc châu báu nha quý vị. Thứ nhất là ông mới nói rằng trong cuộc đời này con người nào là quan trọng nhất. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là công việc gì là quan trọng nhất. Câu hỏi thứ ba là thời gian nào là quan trọng nhất. Bây giờ quý vị trả lời dùng. Con người nào là quan trọng nhất? Quý vị nào trả lời đi, sẵn sàng trả lời. Cha mẹ là quan trọng nhất. Rồi có ai khác nữa không? Rồi thầy bỏ đi đâu? Cha mẹ quan trọng rồi, thầy giáo dưỡng mình, hướng mình tu tập rồi bỏ đi đâu rồi? Thầy cũng quan trọng luôn. Chọn một thôi chứ không được chọn hai. Thầy quan trọng rồi, cha mẹ ai đẻ ra mình? Và thua luôn. À, công việc nó tới mình giải quyết ngay tại đó là quan trọng nhất. Rồi có sư trả lời là công việc mà sắp chết là quan trọng nhất. Vậy là nhiều cái quan trọng, bây giờ không biết cái gì quan trọng luôn. Rồi cứ tạm gác bên, quý vị cứ trả lời. À, công việc theo thì đó là sức khỏe rồi, cái này hỏi là công việc gì. Công việc giữ gìn sức khỏe đi, công việc giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Rồi công việc có trí tuệ là quan trọng nhất, tạo trí tuệ là quan trọng nhất. Công việc gì mà không sát sanh hại vật là quan trọng nhất. Quá trời nhà. Công việc làm từ bi là quan trọng nhất. Rồi quý vị trả lời hay không mà, cho nên vua không biết có chịu chưa nữa. Rồi câu thứ ba là thời gian nào là quan trọng nhất.
thời gian tu tập là quan trọng nhất. Rồi gì nữa? À, vua mà đâu tu tập đúng không, nghe chưa? Rồi thời gian nào là thời gian quan trọng nhất? Thời gian sống hiện tại là quan trọng nhất. Thời gian hấp hối nữa, cái này chắc là mong về cực lạc lắm rồi, cho nên cái gì cũng mà thì cái giờ công việc mà sắp chết cũng quan trọng, mà bây giờ cái thời gian hấp hối cũng quan trọng, hơi thở là quan trọng. Cái này hỏi thời gian nào thì bây giờ quý vị nghe câu chuyện, quý vị tạm để những cái câu trả lời ở đó. Thì ông vua ông hỏi các quần thần, những người giỏi nổi tiếng trả lời cho ông. Thì như quý vị nói vậy luôn, y chang quý vị trả lời nãy giờ là y chang, quần thần ai cũng trả lời cho vua. Cuối cùng vua nói không có đúng, vua thấy nó chưa có hợp lý. Cho nên vua nghe nói là trên núi có một cái vị đạo sĩ, một thầy thiền sư tu rất là giỏi, trên núi sau lưng thiền viện chân không nữa quý vị. Cho nên là tìm tới, vua mới leo lên núi một mình đi tìm. Có bốn vệ sĩ nhưng họ ở dưới núi không cho lên, một mình vua lên núi để tìm. Thì vừa leo lên tới núi, có một vị thiền sư đang cuốc đất trồng rau làm cỏ. Thì lúc bấy giờ vua mới hỏi, tôi nghe ngài rất là giỏi nổi tiếng, tu tập có trí tuệ, bây giờ ngài có cách nào giải quyết cho con ba cái câu hỏi này để con về con trị nước an dân, là con người nào quan trọng nhất, công việc nào quan trọng nhất, thời gian nào quan trọng nhất. Thì thiền sư không trả lời, cứ làm. Thiền sư cứ cắm đầu làm việc, không nói gì hết. Thì vua đứng hơi thấy nó chắc là ông này không biết ông muốn về đây hay là ông muốn mình phụ công việc. Cho nên vua cũng dấn thân vô làm luôn, cũng nhổ cỏ phụ, cũng cuốc đất phụ, cũng làm công việc. Tự nhiên tới chiều tối rồi, vua lúc đó rất là sốt ruột. Vua mới nói rằng biết là ngài này có nghe đồn, biết có nhầm không, là nghe là thông thái lắm mà nãy giờ hỏi có ba câu mà chưa trả lời được, cứ làm hoài. Chắc thiền câu là con người cần cù quan trọng nhất kìa. Bây giờ nghe tiếp công việc này, nghe quý vị nghe. Rồi cái chị Thùy Linh muốn trả lời được không con? Rồi để hết câu chuyện đi. Thì bây giờ là vô câu chuyện rồi, cho nó xong câu chuyện. Thì bây giờ vua mới nói rằng chắc ngài không biết trả lời, cho nên cứ cố tình làm việc để mà né tránh câu trả lời của mình. Thì vị này cứ cũng ráng phụ, nói thôi bây giờ cứ lấy công đi, làm công để lát giờ có thể ngài trả lời. Tại giờ nãy giờ mình lên hỏi không, mình không có hối lỗi gì hết, chắc thiền sư chưa trả lời. Thì vị này cuối cùng sốt ruột chịu không nổi, mới hỏi thiền sư là bây giờ trời cũng tối rồi, ngài có trả lời được thì ngài nói cho con biết được hay không thôi, để con còn đi về cho trời tối rồi. Thì khi nghe nói như vậy, thiền sư mới nói, anh có nghe cái người tiếng người kêu cứu đằng kia không? Thì đúng là mới nói xong thì nghe có tiếng người cầu cứu. Thì vua quay lại thì thấy một người bị thương rất là nặng, nằm lăn ra giữa đất. Thì lúc bây giờ vua và thiền sư cũng ai bảo ai hết, làm gì? Chạy tới cứu cái người này, băng bó vết thương, cứu và đem vào trong lều của thiền sư để nghỉ. Thì vua lúc bây giờ cả ngày cũng đuối mệt rồi, leo đuối mệt để làm việc, hồi đó giờ không có làm, bây giờ làm mệt rồi, ngồi dựa tường ngủ luôn. Tới sáng thì vừa tỉnh dậy á, thì vua mới mở mắt ra thì tự nhiên cái người mà bị thương đó chạy tới quỳ sụp xuống, nói cho con hãy tha tội, xin đức vua hãy tha tội cho tôi, và từ nay tôi và gia đình nguyện làm trung thần để hộ vệ cho vua. Thì lúc bấy giờ vua cũng ngạc nhiên, nói ủa tại sao, ngài đâu có làm gì đâu, chỉ giúp thôi. Thì vị này mới nói rằng nhà vua quên tôi, cách đây không lâu vua đã giết anh của tôi và tịch thu hết tài sản của tôi, cho nên tôi mang cái mối hận. Thì khi mà nghe vua lên núi một mình, tôi đã đợi ở chân núi để giết, để phục kích, để giết. Nhưng mà chờ lâu quá tới tối mà không thấy vua xuống núi, cho nên đành đi lên núi để giết. Thì đang lên nửa chừng thì có những cái vệ sĩ của nhà vua đã giết tôi, nhưng mà nhờ tôi thoát được lên đây, nhưng mà vua đã cứu được tôi, cho nên giống như dùng mạng mà đổi mạng, cho nên coi như cái ơn oán nó không còn nữa, bây giờ trở thành ân nghĩa.
Thì lúc đó vua cũng vui vẻ. Thì lúc đó xong đi ra, vua cũng không quên cái câu hỏi, nói thiền sư, bây giờ thiền sư làm ơn trả lời cho tôi nghe, ngủ một giấc ngon lành rồi bây giờ trả lời ba câu hỏi để tôi còn đi về. Thì vua mới nói, lúc đó thiền sư mới nói rằng tôi đã trả lời xong ba câu hỏi rồi. Có bị hiểu chưa mà vỗ tay dữ vậy? Chưa. Ngộ chưa? Chưa. Ngộ chưa ngộ hả? Chưa thấy ba câu. Công việc cứu người là quan trọng nhất, rồi gì nữa? Kiên nhẫn là quan trọng nhất. Con người thì công việc cứu người là quan trọng, mà thời gian quan trọng là gì? Thời gian nghỉ ngơi là quan trọng. Kiên nhẫn là quan trọng nhất. Rồi con người nào quan trọng nhất? Con người nào quý vị? Chưa ra câu này chưa trả lời được. Cái thời gian quan trọng nhất cô trả lời được là con người, thời gian mà gì? Cái công việc mình đang làm. Công việc mình đang làm là quan trọng nhất. Chắc để về tặng trước cái đó cho cô. Vỗ tay cô pháp danh gì? Viên Dung, cho Viên Dung tràn pháo tay nữa quý vị. Rồi cái con người nào quan trọng nhất, có ai trả lời được chưa? Con người gặp nạn cứu người thì nó cũng có lý, nhưng mà rồi đi gặp người khác không có nạn, họ cần giúp cái gì đó chút xíu mình không, rồi sao? Con người gì à, giúp tiền cũng quan trọng. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ vua, quý vị nghe thiền sư nói này, lúc bây giờ thiền sư mới nói rằng tôi đã trả lời hết rồi. Thì ông vua cũng chưa hiểu, lúc đó thiền sư mới giải thích. Cái lúc mà tôi với ông đang làm cỏ, ông lên ông tìm tôi, thì lúc bây giờ con người mà ông đang tìm là tôi, cho nên chỉ biết tôi là người quan trọng. Đó là con người gì? Rồi cái công việc thứ hai là công việc tôi đang làm cỏ, cuốc đất làm cỏ, thì cái công việc mà đang làm đó là công việc quan trọng. Mà thời gian nào quan trọng? Hiện tại. Thời gian hiện tại mà đang làm cỏ đó nó quan trọng. Rồi xong, tới lúc mà gặp người bị thương, thì lúc bây giờ người nào quan trọng? Cái người bị thương đó là quan trọng. Rồi công việc gì? Công việc giúp người, cứu người là trở nên quan trọng. Và thời gian gì? Thời gian cứu người là trở nên quan trọng. Thì lúc bây giờ vua hiểu. Thì ví dụ quý vị chốt lại một cái từ đơn giản, hai chữ thôi, rất là đơn giản. Hiện tại. Ai trả lời hiện tại vậy? Con này, bên này. Con này. Mới thời gian à? Ôi trời ơi, Thùy Linh thể đây chắc phải tặng rồi. Tặng rồi. Thời gian hiện tại. Nãy cô ơi, nhận cái này là quan trọng nhất. Nãy cô Diệu Tâm có trả lời thời gian hiện tại là quan trọng nhất. Rồi bây giờ cái thời gian hấp hối quan trọng không? Thì thưa quý vị, lúc bây giờ vua mới ngộ ra là con người nào ở trong hiện tại là cái hiện tại đó là quan trọng nhất. Là tại sao? Ví dụ quý vị đang ngồi đây thì hồi nãy quý vị trả lời đúng, nhưng mà không có nghiệm ra được cái từ hiện tại. Ví dụ quý vị đang ở chùa, đang ngồi nghe pháp, thì đương nhiên cái người mà nói pháp cho quý vị quan trọng. Lúc đó quý vị quên chồng mình ở nhà đi, bỏ đi, bỏ một bên, con cháu bỏ một bên, tập trung vào nghe pháp. Và công việc nghe gì? Công việc nghe pháp để hiện tại này nè. Công việc nào ở hiện tại mình đang làm là quan trọng nhất. Ví dụ quý vị đang nấu nồi canh đi, là công việc mà đang nấu nồi canh đó là công việc quan trọng. Dù cho quý vị nấu, đang nấu mà cứ nhớ ngày hôm qua là ông chồng mình ông la mình buồn, rồi cứ đổ muối vô cho nhiều vô rồi người ta ăn mặn thì sao? Cho nên là công việc chánh niệm, mình làm việc thì mình biết việc đó mình đang làm, để rồi mình chánh niệm vào đó. Còn thời gian thì sao quý vị? Bây giờ thời gian hiện tại là chúng ta đang ngồi đây nghe pháp, chúng ta đang tu, thì
thì chúng ta phải gạt hết mọi duyên, chúng ta tu. Quý vị đặt hết tâm vào thì quý vị sẽ thành công. Thì lúc đó vua mới ngộ được. Là ví dụ vua lên xử án đi mà vua cứ nhớ những cái chuyện khác thì làm sao xử án được. Cho nên phải nhớ công việc mình đang làm. Cho nên Ngài mới nói lúc ban đầu con người quan trọng là tôi, ông lên tìm tôi. Nhưng mà cái thời gian khác, cái người cứu là quan trọng. Bây giờ lúc đó tôi cũng còn quan trọng nữa, mà trở thành cái người cứu người đó, cái người đang bị thương, đang cần cứu giúp là quan trọng. Cho nên cái thời gian cũng vậy, cái thời gian ngay giây phút hiện tại này. Ví dụ quý vị, mình đang làm cái này mà mình nhớ cái khác thì đâu còn giá trị, đâu có kết quả, nó không tốt đẹp. Mình đang tu mà mình cứ nhớ ở nhà không biết con cái cho chó mèo heo gà nó kêu rồi không ai lo, thì quý vị tự nhiên mình cái kết quả tu tập mình sẽ bị giảm. Cho nên phải đặt hết cái lòng của mình vào những cái việc mình đang làm, vào cái đối tượng mà đang ở trước mặt mình, vào cái gì nữa quý vị, thời gian mình đang có mình hết lòng đó. Ví dụ quý vị cắm một bình hoa mà quý vị không để tâm vào nó cũng xấu. Mình để tâm vào đó, quý vị tụng thời kinh, mình để hết lòng vào đó sẽ được tốt đẹp. Cho nên là chốt lại là mình muốn làm thành công, có được an vui hạnh phúc thì mình làm gì? Để ý tới con người hiện tại, để ý tới công việc hiện tại và để ý tới thời gian hiện tại là quý vị sẽ luôn thành công. Ví dụ quý vị đang đi khám bác sĩ đi, quý vị làm bác sĩ mà quý vị đang khám cho bệnh nhân mà quý vị sao? Không tập trung là quý vị người ta bệnh cao máu mà quý vị kêu gì? Quý vị cao máu mà quý vị cho uống thuốc tiểu đường là cũng mệt. Cho nên là làm bất cứ việc gì, ngay cả tụng kinh cũng vậy đó. Quý vị đọc cầu nguyện mà cái miệng thì đọc cầu nguyện nhưng mà cái tâm để chỗ khác. Cho nên sẵn kể quý vị một cái chuyện vui là Phật giáo mình rất là quan trọng. Mình thấy rằng mình không phải coi thường. Thì có ba vị, một vị là Tinh Lành, một vị là Thiên Chúa, một vị sư Phật giáo, ba vị ngồi thi với nhau. Thi là coi ai là thắng. Nghĩa là thi coi vị nào thắng trước thì đạo người đó là số 1. Thì lúc bây giờ ba vị mới để ra một cái ngọn đèn cầy đang đốt cháy. Thì vị mới nói rằng nếu chúng ta ai mà làm cho ngọn lửa này tắt á, cái này là vui thôi quý vị, chứ không phải là phỉa báng đạo nào hết, mà là một cái chuyện vui để chúng ta thấy. Thì lúc bây giờ cái vị mà đạo Tinh Lành thì họ cứ đứng họ ráng họ vái, họ nói Ala, thánh Ala đó mọi người, họ cứ kêu Ala hoài la hoài, cái đèn nó không tắt. Tại vì là làm sao để đèn tắt mà. Thì tới vị Thiên Chúa thì cũng ráng kêu Amen Amen, nhưng mà nói hoài cũng cái đèn nó cũng không tắt. Rồi tới ông thầy mình Phật giáo thì làm gì? Ami thỏa phò một cái là cái hơi nó ra là cái đèn nó tắt liền. Quý vị thử coi, quý vị lấy cái đèn thử coi nó được không? Không có thổi, thầy chỉ thì vị kia cứ thánh Ala Ala quá, đâu có hơi đâu, nó không tắt. Còn vị kia thì cứ Amen Amen cũng không tắt. Thì cuối cùng vị thầy đứng lên cái Ami thỏa phò cái là hơi nó ra là đèn tắt liền. Là cuối cùng cái Phật giáo đứng nhất. Giờ quý vị về mà thi đi, quý vị thi thử để cầm cái đèn ra. Quý vị thấy cửa phò nó lợi hại không? Phò là Phật á. Hoặc quý vị kêu Phật một cái cũng được, nó cũng có hơi nữa. Quý vị ai đà Phật một cái mạnh vô là hơi nào cũng tắt á. Đèn gì đèn tắt hết. Quý vị khi tắt đèn, quý vị cứ ai đà Phật cái gì mạnh lên là nó tắt. Thì cái đó là cái vui. Cái vui để chúng ta nhắc, để cho quý vị thoải mái thôi, cho có ý gì hết. Không phải là đả kích hay cái gì, nhưng mà để một cái ý là chúng ta đó, cái đó cũng là giây phút để chúng ta an lạc thôi chứ không phải. Thì cho nên là bây giờ nói tới an lạc thì bây giờ quý vị nào có cách nào để sống an lạc, bây giờ có mấy câu hỏi để cho quý vị trả lời, mà phải có chữ an trong đó nha quý vị. Nãy giờ là tại vì mình cách sống để được an lạc là mình chuyển nghiệp trước, báo trước, phiền não trước để được an lạc. Rồi mình chuyển cái gì nữa? Mình hướng về công việc hiện tại, mình hướng về con người hiện tại, mình hướng về thời gian hiện tại để mình có được cái thành quả tốt đẹp. Thì cứ mình đạt kết quả tốt đẹp thì mình mới được an lạc.
Thì bây giờ nói tới cái chữ an này nó có nhiều lắm. Thì ví dụ an lạc, an bình, an vui, an trú, an tâm gì đó. Thì bây giờ nói cái ý quý vị nào trả lời được thì chắc có thưởng nữa. Khi tâm không còn lo lắng muộn phiền, cảm thấy vui, vui vẻ thì gọi là an gì? An gì? An lạc. Sao nhiều người trả lời quá rồi làm sao tặng? An lạc cô. An lạc. Thôi bây giờ quý vị đừng nói mà giơ tay. Chứ giờ hoài thì ít mà tay nói thì nhiều rồi, miệng thì nhiều giờ. Giờ bỏ câu này nha. Khi mà tâm không còn lo lắng muộn phiền và cảm thấy vui vẻ gọi là an lạc, coi như câu này là xí xóa. Rồi câu 2 là ai nói lên là lỗ đó một chiều. Rồi không nói mà đưa tay. Khi tâm mình không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là an gì? An tâm. An tâm. Mình kêu không nói mà. Nếu quý vị nói là quý vị không được thưởng. Rồi rồi giờ cho chọn quý vị không, câu này chưa đúng, chưa trả lời đúng. Khi tâm mình, nhắc lại câu hỏi này, khi tâm mình không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là an gì? An vui con. An vui. An vui con. Không phải. An nhiên cũng không luôn. Rồi bây giờ có ai cô giơ tay sao không nói kìa? An bình. An bình. An bình. An bình. Rồi đúng. Rồi cho an bình rằng một những phần quà. Khi tâm mình không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là an bình. Thì một lát nữa còn nhiều câu. Rồi bây giờ mình hôm nay là mình học chữ an rồi quý vị. Nãy an lạc rồi, an bình rồi. Bây giờ khi mình nở nụ cười trên môi, câu này dễ quá mà không biết quý vị nhớ là không nói la lớn nghe. Khi tâm mình, khi mình nở nụ cười trên môi gọi là an gì? An vui. Rồi trả lời mục tiêu đã đa dạng không nói rồi cũng nói không. Mình nói là mất phần rồi. Vậy là quý vị chưa chánh niệm, chưa giữ gìn chánh niệm cho nên cứ nói ra liền. Thì nói cái này mới nhớ để kể quý vị nghe một cái mẫu chuyện này trước khi tiếp tục. Mới nghe cái nói liền đó. Thì có ba con ông vua, ông mới đúc vàng. Đúc ba con búp bê, lấy vàng đúc ba con búp bê. Ký bằng nhau, trọng lượng bằng nhau, nặng bằng nhau, kích thước bằng nhau. Nhưng mà ông tìm người là làm sao tìm được một cái gì lạ trong ba cái con này. Một con là đắt giá nhất, một con là giá bình thường và một con rất thấp không có giá trị. Vàng nhưng mà không có giá trị. Thì nhiều người thử cũng không được. Cuối cùng có một vị này rất là nghèo, một vị ở ngoài đường thôi, nghèo, vào xin nó cho tôi thử ba con búp bê bằng vàng. Thì ông này mới để ý thì thấy trên lỗ tai của ba con búp bê có xỏ ba cái lỗ. Thì lúc bây giờ ông mới lấy một cái cọng rơm, ông xỏ vô cái lỗ tai con đầu tiên. Thì tự nhiên nó chui lỗ tai, thì nó chui qua đâu? Nó chui qua cái lỗ tai này. Và con thứ hai, ông xỏ lỗ tai này thì nó chui, nó đi ra cái miệng. Và con thứ ba xỏ vô lỗ tai, nó chui xuống cái bụng. Thì ông mới đánh giá là cái con đầu tiên á, lỗ tai này qua lỗ tai kia là không có giá. Con thứ hai từ lỗ tai này mà đi ra cái miệng á là chút chút thôi chứ còn cũng không có giá. Còn cái con mà giá trị nhất là từ lỗ tai mà đi vô cái bụng. Rồi quý vị biết tại sao chưa? Thứ nhất á là nói rằng con người nghe lỗ tai này cái lọt qua lỗ tai kia là người đó ổng mới giải thích. Tại vì quần thần họ cũng ngạc nhiên, nó tại sao phải giải thích, tại sao? Thì ổng giải thích đúng ý của vua luôn, là người mới nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia là người đó lơ đễnh, không để tâm, không có trụ tâm, cho nên người đó lơ là, công việc giao việc gì sẽ thất bại việc đó, thì không nên giao việc lớn cho người này, sẽ thất bại. Quý vị thấy mình có bị lọt vô trong người này không? Xâm tham phải không? Nếu biết xâm tham thì về ráng sửa. Nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia. Thì cái chuyện mà không thích, không nghe, chuyện xấu thì đó đương nhiên rồi, không cần để ý nghe lỗ tai này
lọt qua lỗ tai kia. Nhưng mà có những điều tốt trong cuộc sống mình phải để ý ghi khắc vào lòng. Nhiều khi đó quý vị thấy ở nhà mà mình nói con mình, nó nói lỗ tai này qua lỗ tai kia, nó không nghe, mình giận không? Rất là giận. Cho nên là nếu con người ông ấy đánh giá là người đó rất là chểnh mảng, không chú tâm, không thể giao việc lớn. Người thứ hai, lỗ tai này đi ra cái miệng người đó bột chột, không tin tưởng. Làm sao tin được? Mới nói cái đi, nói mới nói, ồ thầy mới nói đi ra nói dùng hôm nay sáng rồi, sao thấy cô Diệu Tâm cổ buồn buồn, cái nó nãy nghe thầy nói cô Diệu Tâm của nhà cổ giận chồng gì đó, cổ vô đây cổ buồn buồn, tự nhiên có thêm ý vô nữa là nó khác liền rồi, quý vị thấy không? Là tự nhiên hoặc là nói thầy biểu đi, thầy nhận thiện biểu lên chánh điện lấy dùng bình bông cho, tại vì cái cô cổ cắm nó hơi méo méo chút, cái lên thay vì mình lên mình lấy đi, và lên nói xuống nói trời ơi cái thầy chê cô này cắm xấu quá này kia, làm cho người ta buồn rồi sao. Cái đó là cái gì cũng bột chột, mới nghe cái là tự nhiên nói ra cái ý khác. Thì con người đó người bột chột, cũng không tin tưởng, không giao việc được. Cho nên quý vị thấy mình mà nghe cái gì cái là mình đi kể người khác liền, là mình biết rằng là mình còn cái gì bột chột, không có giá trị. Và con người giá trị thứ ba là vô lỗ tai này mà đi xuống cái bụng, tức là mình phải tư duy, để ý, quán chiếu. Trong nhà Phật mình có ba cái từ mà để mình học là cái gì quý vị? Văn gì? Văn, tư, tu. Quý vị thống cái ý này rồi đó, là nghe xong rồi suy nghĩ rồi quán chiếu đã, rồi lúc đó chúng ta muốn nói muốn làm, lúc đó chúng ta sẽ làm. Thì quý vị như vậy sẽ bình yên, sẽ được an lạc, không có chuyện. Còn quý vị mới nghe là đi kể liền đoán cái chuyện, cũng chưa biết sự thật nó như sao, rồi quý vị đi nói. Hoặc là mình nghe cái mình những cái điều tốt người ta hướng, quý thầy quý sư hướng dẫn mình những cái điều hay lẽ phải, nhưng khi không cần nghe lỗ tai này bỏ lại lỗ tai kia, thì như vậy nó cũng uổng, nó phí. Như vậy là không để tâm thì làm sao làm được việc. Thì cho nên là ba cái hạng người đó quý vị biết, hồi nãy giờ mình học được nhiều quý vị. Bốn cái ánh sáng, bốn loại người, bốn ánh sáng, quý vị thấy rồi. Đức Phật nói sao? Có hai hạng người cao quý, thứ nhất là người từ tối mà biết đi ra ánh sáng, mà người từ sáng mà đi lên ánh sáng nữa. Cho nên hai hạng người đó, cho nên quý vị đừng sợ mình sanh ra nghèo, mình sanh ra xấu. Xấu thì mình đi sửa được không? Sửa cho đẹp, đâu có sao đâu. Chỉ có đúng, chỉ có tâm xấu là sửa không được. Quan trọng, nhưng mà sửa được, tu là sửa được. Cái gì mình sửa cũng được hết. Mình chuyển thì để cho nó được an vui, an lạc. Còn 4 giờ kém 15 rồi hả? Thì bây giờ mới chốt lại vấn đề cái cách sống an lạc trong cuộc sống ngày hôm nay, quý vị phải nhớ. Làm sao? Mình phải chuyển được cái ba chướng của mình là gì? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Ngày nào quý vị cũng nguyện đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó, thì nhớ diệt báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Đến có gì phiền não quý vị phải chuyển. Và chúng ta tập sống một người văn tư tu, tức là sâu sắc. Mình đừng để nó khổ đau, nó chuyển, nó cột cái tâm của mình làm cho mình khổ. Bây giờ thôi, hết giờ thì hỏi một câu nữa thôi, 5 phút nữa là còn hỏi được. Rồi bây giờ còn mấy phần quà đây, 2, 4, 5. Giơ tay nha. Giờ về ai bột chột mà nói ra là không được nữa nha. Khi tâm mình không còn một chút dao động, gọi là an gì? Thôi để cho vị nào mà chưa có quà đó, cho an nhiên, chưa đúng. Khi tâm mình không còn một chút dao động gì hết, không được nói. Cho chị ngồi đâu? An lành cũng chưa phải, cho cô ngồi cuối. An lạc rồi không phải? An trụ, an tịnh. Được không quý vị? Đúng, là khi tâm mình nó không còn dao động gì nữa là mình an tịnh lại rồi. Này có quà rồi. Hôm nay mình học chữ an mà. Rồi câu tiếp theo, nhớ là không nói nghe, đưa tay thôi, ngậm miệng lại. Khi tâm mình
trú vào một pháp môn gọi là ăn gì? Này, nãy sai cho trả lời lại. An tâm. An tâm chưa phải. Nãy con trả lời đúng chưa? Chưa đúng. Trả lời lại. An trụ đúng, quý vị. Khi tâm mình trú vào một pháp môn tu tập là an trụ hoặc là an trú đều đúng hết. Cái này lát đeo liền nha quý vị. Đeo liền phải không? Đẹp thiệt phải không? Khi tâm mình không còn lo sợ gì cả gọi là an gì? Không nói. Mấy vị Cali chắc cho nhường Hawaii đi. Tại Cali có rồi. Nhường Hawaii. Cho bác. An nhiên. An nhiên chưa phải. Khi nãy nó hỏi cái gì, quý vị cứ lấy gì? Không, tâm mình không còn chút lo sợ gì hết. An bình hồi nãy rồi. Chưa trả lời đúng không? Chưa trả lời đúng. Dạ cho cô. An tâm nãy rồi. Rồi. An lạc cũng không luôn. Nhiều an lắm. An nhàn, an nhàn. An nhàn cũng chưa phải. An gì? An bình rồi cô. Khi tâm mình không còn một chút gì lo sợ hết. Ai trả lời an ổn vậy? Sư có được tặng không? Được luôn. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa xuất gia khỏi rồi, xuất gia nhường. Nhưng mà lỡ trả lời rồi. Khi mình sống đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là an gì? Đó, không được nói. Khi tâm mình sống đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là an gì? Giờ cao lên. Giờ cao lên. Chào cô. An là không phải đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là an gì? An vui. Cali không được đưa tay. Đưa dùng cho ai? Để cho cô. An bình. An bình rồi. Cho chị áo nâu. An vui con. An vui rồi. Còn an tịnh. An tịnh rồi luôn. Nhiều an chưa? An trụ rồi. An gì nữa? An lành. Khi tâm mình hòa hợp, đoàn kết hòa hợp với mọi người. Nó dễ quá mà. Chưa ai trả lời được hết. Rồi cho cô. Ăn gì? Rồi ăn quà đúng. Vỗ tay. Đoàn kết hòa hợp với mọi người. Nói ra rồi mà không thấy. Là ăn gì? Ăn quà. Học mấy cái ăn này về nhớ học, nhớ thực tập nha quý vị. Đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là ăn hòa. Cái câu này dễ lắm mà quý vị nói không được là không xong. Là chưa, còn hai câu nữa. Khi mình biết bằng lòng, biết đủ với những gì mình đang có, ăn gì? Ăn tan. Hết rồi, cho bác kìa. Ủa là vui rồi. Mình ăn không phải ăn gì. Ăn gì? Ăn phận đúng. Là khi mình biết đủ, mình biết với những gì mình đang có là ăn phận. Dễ quá phải không? Rồi còn cái ăn cuối cùng nè. Để coi cái ăn gì được nè. Cái câu này dễ nhất mà quý vị trả lời không được, lấy câu dễ nhất. Khi mình gặp cái chuyện gì buồn, được người khác động viên này kia, khuyến tấn, khuyến khích, gọi là ăn gì? Lỡ nói ra làm sao? Dạ, hỏi câu khác cho công bằng kìa. Rồi bây giờ một câu nữa. Khi mình cảm thấy ở yên một chỗ gọi là ăn gì? Mình ở yên rồi đó gọi là ăn gì? Ăn cư. Tụi nãy rồi ăn cư với tâm là cái. Ăn gì không nói rồi vô đây. Đây. Mình cho cô nãy giờ ăn gì? Ăn cư. Ăn cư kìa. Có được không? Đúng rồi. Mà hôm nay nhớ về thực tập nghe. Ăn cư, ăn ổn, ăn lạc, ăn bình, ăn trú, ăn nhiên, ăn ổn, ăn phận. Rồi quý vị nhớ là hôm nay học cách sống an lạc.
nên quý vị ráng về sống cho an lành. Rồi chúng ta chúc quý vị luôn có được an vui, an lạc, an bình, an ổn, an hòa, an trụ, an yên, an nhiên, an nhàn, có nhiều an lắm. Rồi chúng ta cùng đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thường thế nguyện thành. Cho con tinh thần của cha.